khác. Khi cúng cho ông bà tổ tiên hay người quá cố, có nên đốt giấy vàng mã cho người thân không? Mỗi lần mẹ tôi đốt áo giấy vàng mã rất nhiều, tôi cản mẹ nhưng mẹ không chịu nghe. Kính xin thầy giải thích để cho cái mê tín này được tháo mở. Đây là cái tập tục văn hóa của người Trung Quốc ảnh hưởng từ Nho giáo. Một cách đồng thời với cái nền văn hóa này thì Ai Cập cổ xưa đó cũng có một cái văn hóa bất nhẫn hơn. Đó là vua sủng ái hoàng hậu cung tần mỹ nữ nào đó, khi còn sống thì khi mà vua chết á thì họ phải được chôn sống theo. Với niềm tin rằng là chết dưới âm phủ đó, ông vua đó sẽ sống trọn đời với những người yêu của mình. Tham dễ sợ không? Còn sống đã đa thê mà chết còn đa thê nữa, làm sao siêu thoát nổi? Họ chôn ngọc ngà châu báu kim cương xuống ở dưới nền của kim tự tháp. Các chốt kim tự tháp chỉ cần được kích hoạt, cát sẽ đổ lấp và những người được chôn sống sẽ chết theo. Những cái thi thể được tẩn ướp để cả ngàn năm của vua. Người Trung Quốc có thể nói là cải biên hoặc là một tình cờ. Thay vì chôn người thật, vàng thật, nhà thật, bất nhẫn, sát nhân, thì họ làm giấy vàng mã. Dầu đã được cải biên nhưng ý niệm của việc sát đầy vẫn còn nguyên. Mình đốt một người giống như mình đang giết một người bằng tâm à. Cái nhà bằng giấy vàng mã mình đốt như mình đang phá của vậy. Giống như mình đang gieo cái nghiệp đốt nhà, đang giao nghiệp đốt tiền, cái đó là tổn phước, tổn đức. Và do vậy, theo Đức Phật, sau này chúng ta sẽ rơi vào năm hậu quả, hoặc là bị hỏa hoạn, hoặc là bị lũ lụt cuốn trôi, hoặc là bị chính phủ tịch biên, hoặc là bị người thân phá của, hoặc là bệnh tật liên miên, cho nên là tốn tiêu tiền bạc. Đó là năm cái cửa phá hoại phước báo của con người. Vậy đó, muốn xóa được cái tập tục mê tín này vốn không phải của đạo Phật thì người Phật tử cần nhớ bốn điều. Thứ nhất, các hương linh sau khi nhắm mắt lìa cõi đời trong vòng dài 3 giây là tái sanh theo nghiệp. Việc tái sanh theo nghiệp được ngài Na Tiên Tỳ Kheo ví dụ của giống như là một tử tù đứng trước pháp đình, dầu có mong mỏi tha thiết van xin nài nỉ người phán xử mình cho phép về thăm vợ chồng con cha mẹ lần cuối cũng không bao giờ được thực hiện được. Họ sẽ bị bịt mặt đưa đến cái chỗ xử trảm vào lúc 4 giờ khuya. Cái tiếng lẻn kẻn lục cục trói buộc tay chân làm cho họ liên tưởng đến cái chết diễn ra một cách rùng rợn, và phát súng được vang lên, cái chết được diễn ra. Sau đó nếu chưa chết bắn thêm vài phát để cho họ chết. Do đó cũng tương tự như vậy, người chết không thể mặc cả với vô thường rằng là tôi sẽ ở lại trong cái cảnh giới trung gian này 3 tháng, 6 tháng, 1 năm để lo cho vợ, cho chồng, cho mẹ con cái rồi tôi mới đi. Chuyện đó không có. Ta phải đi theo nghiệp dẫn dắt mình. Cái nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không nên tin rằng là cha mẹ, ông bà, tổ tiên đang còn quanh quẩn trong cái ngôi nhà mình hay là ở cái bộ huyệt. Một số tình huống bất đắc dĩ do bị chấp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, quan uất, quan ức, hận thù hay chết tự vẫn thì mới bị kẹt lại, còn đại đa số là đi liền ngay lập tức. Cái kẹt đó được biểu hiện qua sự mở mắt trừng trừng khi chết. Hiểu rõ như thế thì ta thấy là âm phủ không có thật. Và cảnh giới tái sanh này nó theo nghiệp hay là phước của con người mà ra. Cho nên thay vì đốt giấy vàng mã nó phí của, thì người tu học Phật làm từ thiện, hồi hướng công đức. Điều 2, các cái giấc mộng rằng là cha mẹ ông bà báo về rằng là ở dưới âm phủ lạnh lắm, không có tiền xài, con hãy đốt tiền cho cha mẹ xài bên dưới, đều là mê tín dị đoan. Tiền thật bị rách làm đôi, không phải là ngân hàng lớn đổi không được. Bị đốt cháy có nước ngồi mà khóc, nhà cửa bị đốt cháy cũng vậy, lấy đâu mà đã đốt cháy thành tro bụi mà xài được với âm phủ, vô lý hết sức.
công nghệ làm tiền giả hiện nay là còn có phước đấy, chưa bị luật pháp truy tố. Chứ trong tương lai chúng tôi đoán là sẽ luật pháp sẽ phạt nặng những kẻ làm tiền giả vì cái tác quyền của tiền. Do đó phải tin rõ rằng là cái gì đốt cháy thì cái đó trở thành tro bụi, là vô thường, không còn chức năng sử dụng. Lấy đâu mà người chết mà xài? Người chết không có thân thể, lấy đâu mà biết lạnh, ấm, ốm, no? Đó là những cái ảo giác của con người, ức chế tâm lý của tình thương, làm chúng ta tự dựng ra những cái chuyện này để tự an ủi thôi. Ví dụ như đứa con ngay cái giờ phút cha mẹ qua đời mà không gặp mặt, mà trước đó mình hứa với mẹ mình rằng là con sẽ mua cho mẹ một bộ quần áo mới, con sẽ lo cho mẹ cái này, thì đồng ức chế tâm lý nó sẽ làm cho chúng ta thấy mẹ đòi cái này đòi cái kia trong giấc mơ thôi. Vậy đó không nên bận tâm. Thấy như thế thì ta hãy nên làm việc thiện để hồi hướng công đức nhân danh cha mẹ mình lễ lạc hơn nhiều, rất thiết thực. Hay đây là mặt dài. Điều thứ ba, trong tình huống người thân quá cố chưa được siêu thì đừng có chờ đến tuần thất thứ bảy mới cúng dường chay tăng và hồi hướng công đức, quá muộn rồi. Ngay lúc nào ta có điều kiện có thể làm được là làm liền, đừng trì hoãn cái việc làm thiện nếu ta có điều kiện làm. Sở dĩ mà có cái tuần thất thứ bảy là vì ta mê tín dị đoan. Theo dân gian của Trung Quốc rằng là tuần thứ bảy là cái tuần định mệnh, tuần định nghiệp cho tái sinh, không có chuyện đó. Sau này là các tổ mới đặt ra bảy tuần thất để phòng hờ rằng là người chết chưa siêu, cho nên mình mới tổ chức cúng để cầu siêu, giúp cho hương linh thấu rõ được vô thường, là cái chết là một sự thật, vô ngã, thi thể phải là mình, các vật sở hữu bao gồm người thân thương phải là sở hữu của mình, để chúng ta rũ bỏ mà ra đi. Phần lớn là đi liền trong vài giây phút đầu đó. Do đó nếu các vị muốn cúng dường trai tăng là cúng ngay lúc hoàng á, nhiều người chấp trước là còn kẹt lại trong những ngày đầu đó, và mời thân bằng quyến thuộc lại đầy đủ hết. Bà con đi điếu càng tốt, đừng có trống kèn lình xình tốn kém, rồi lại lục tạ qua tạ lại muốn rút cái hai cái đầu gối của người con người cháu chi cho nó mệt. Không cần phải đốt đèn qua cảnh gì cho nó mệt, chỉ cần ngồi lại mặc niệm với nhau, mời thầy hay là sư cô đến làm một khóa lễ ngắn, sau đó giảng thuyết linh. Ở miền Trung giữ truyền thống thuyết linh là khá tốt, mà thuyết linh nó không chỉ giúp cho người chết mà còn hỗ trợ cho người quá cố, và do vậy đó ta sẽ được lễ lạc cả kẻ còn lẫn người mất, theo tinh thần kinh Địa Tạng đã dạy. Đó là người biết quan tâm đến người quá cố. Và điều cuối cùng đó, trong các khóa lễ cầu siêu thì người thân phải hợp tác với các thầy các sư cô làm lễ cầu siêu. Ví dụ ta cung cấp những cái dữ liệu gia đình người này có thể bị kẹt về cái gì, ví dụ như mới sanh đứa con trai mà thương đứa con trai đó hết lòng thì cái chấp trước dễ kẹt vào đứa con trai lắm. Hoặc là mới đầu tư căn nhà chưa kịp khánh thành đã chết rồi thì có thể kẹt vào căn nhà, phải cung cấp các dữ liệu kẹt đó. Hoặc là ông nào có bà hai bà ba, có cậu tèo cậu tí gì đó thì phải làm sao đó nối kết điện thoại di động, nói cho ông nghe được thì ông mới ra đi an lành, và mong cái bà vợ lớn nó tha thứ bỏ qua hết thì ông mới nhẹ nhàng ra đi. Cho nên ai mà nhiều vợ là khó siêu lắm. Đó là bốn điều quan trọng mà người còn sống đó nên quan tâm hướng về trong lúc làm lễ cầu siêu. Còn các phong tục tập quán trong dân gian phần lớn là mê tín, không có thật. Do đó người Phật tử không nên tin theo, không nên sợ hãi, dù có mơ cỡ nào đi nữa, mà muốn tránh những điều đó vô nghĩa, tốn kém, thì đừng nên đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy tướng, thầy số, thầy bói. Phần lớn nói dối ăn tiền, hoặc nếu không ăn tiền thì cũng để tạo ra một cái hư danh ảo thôi. Còn người tu học Phật không đến những chỗ này, đến nhờ thầy tư vấn khi gia đình bị lục đục, khi tới làm ăn không khá, bị thất bại, bị khổ đau, bị bất hạnh, đến nhờ chùa tư vấn thì chùa ta giải bát chánh đạo, tứ diệu đế, nhân quả, tạo phước, tu đức, chuyển nghiệp,
nó có kết quả liền ngay lập tức mà không chịu tốn tiền cho mấy ông đó ăn uổng, còn bị nó bị nghĩ là mình ngu nữa. Mà chị em phụ nữ là thích đi bói toán nhiều, đang khi người ta cần phải giấu bản thân mình, mấy ông thầy bói ta khai thác tâm lý dựa vào cái kinh nghiệm dân gian, ta nói sạch sành sanh hết mình ra có gì đâu bận phải bỏ tiền ra đi mang ơn người ta nữa. Mà lấy những cái tiền coi bói nhà làm từ thiện không biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh được hạnh phúc, cho đó là chuyển nghiệp. Cho nên tu đúng Phật pháp đó thì hạnh phúc đối với gia đình nó còn ảnh hưởng đến cộng đồng và tha nhân.